ngày 25 tháng 10, tại hội trường tỉnh ủy Đồng Nai đã diễn ra buổi họp báo cung cấp thông tin về việc khiếu nại, khởi kiện của công ty dâu tằm tơ Tân Lộc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất 29.470m2 tại phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, công ty dâu tằm tơ Tân Lộc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao hai thửa đất liền kề nhau tại vị trí giáp quốc lộ 1A, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, nay là thành phố Long Khánh. Từ tháng 6 năm 1994 đến cuối năm 1996, công ty này sử dụng toàn bộ đất đai, nhà xưởng nêu trên cho dự án xưởng ươm tơ. Từ cuối năm 1996 đến nay, dự án ươm tơ ngưng hoạt động, công ty chỉ sử dụng nhà văn phòng và một phần xưởng sấy kén cũ làm xưởng may gia công. Từ ngày 5 tháng 4 năm 1995 đến năm 2013, công ty dâu tằm tơ Tân Lộc đã ký hợp đồng hợp tác, cho thuê đất với nhiều đơn vị, công ty khác nhau. Vào năm 2008, quá trình thanh tra, giải quyết một số đơn khiếu nại tại tỉnh Đồng Nai, trong đó có vụ công ty dâu tằm tơ Tân Lộc, thanh tra chính phủ đã có công văn gửi công ty dâu tằm tơ Tân Lộc và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, xác định công ty này sử dụng đất chưa hiệu quả và không đúng mục đích, đồng thời nêu rõ trường hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thu hồi hai khu đất mà công ty này đang quản lý, sử dụng để xây dựng tượng đài liệt sĩ thị xã Long Khánh là thực hiện đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Ngoài ra, cũng xác định, từ năm 2002 đến nay, đối với toàn bộ hai khu đất trên, công ty này chưa nộp tiền thuế cho nhà nước. Theo báo cáo của thanh tra chính phủ, công ty này còn nợ hơn 711 triệu đồng. Qua đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận, căn cứ khoảng 1 điều 51, luật đất đai năm 2003 và khoảng 1 điều 102 luật đất đai năm 2013, công ty dâu tằm tơ Tân Lộc không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối khu đất trên, thuộc thửa đất số 29 và thửa đất 31, tờ bản đồ số 3, tại phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh.